Hôm qua, Công an tỉnh An Giang khai giảng lớp bồi dưỡng công tác đấu tranh chống phản động trong tình hình mới năm 2023. Trên 190 học viên là lãnh đạo chỉ huy đội, trưởng công an xã phường thị trấn, cán bộ chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ và công an các phường thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh tham gia lớp bồi dưỡng, được các giảng viên thuộc trường Đại học An ninh Nhân dân bồi dưỡng 4 chuyên đề gồm tăng cường công tác đấu tranh chống phản động trong tình hình mới, phòng ngừa, xử lý điểm nóng về an ninh trật tự trong tình hình mới, đấu tranh với hoạt động thành lập tổ chức phản động, hội nhóm trái pháp luật trong tình hình mới, đảm bảo an ninh trên lĩnh vực tôn giáo trong tình hình mới.